Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha. Thì bạn này có thể là vào game để mà kiểm tra thôi đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Sinh TV đây. Nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia event của mình á, thì các bạn chỉ cần là xem hết video này đi nha. Sau đó thì các bạn nhớ là like video này, xuống dưới bấm nút đăng ký kênh và comment tên nhân vật của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn một trong những món quà này đi nha. Thì sắp tới á, mình có đăng video ngắn á, cho nên là các bạn nhớ vào coi nha. Video ngắn mình là thường mình sẽ đăng vào lúc 6 giờ chiều đó mọi người. À quên nữa, đây chính là kênh Top Top của mình nè. Nếu như mà các bạn tò mò về mặt của mình á, thì các bạn cũng có thể là vô đây để mà coi đi nha. Ở bên Top Top á, mình sẽ cập nhật rất là nhiều thông tin về game luôn, cho nên là các bạn cũng có thể là chơi game nè. Và đặc biệt á, là có game Roblox nữa nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chơi những cái map mới trong tựa trò chơi tiếp nha mọi người. Rồi, một cái comment đầu tiên của một bạn có tên là Nili9787. Bạn này comment là: anh ơi cho em lên. Ê, lên cái gì vậy em? À, lên TV đúng không? Rồi, anh đã cho em lên rồi nha. Rồi, tiếp tục là một cái comment của một bạn có tên là Gia Phế 8528. Bạn này comment là: em đã suy nghĩ rồi, em sẽ không đăng ký. Trời ơi, sai rồi đó em ơi. Kỹ không thể nào mà như vậy được. Người ta kỹ là người ta sẽ bấm nút đăng ký liền cho anh đó. Em hãy suy nghĩ lại đi. Anh cho em thời gian suy nghĩ lại đó. Cho một giây thôi nha. Rồi suy nghĩ lại đi rồi bấm vô cái nút lẹ lên. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là An Cuti. Bạn này comment là: anh không rep em, em bắt anh vào chuồng gà. Ủa mà vào chuồng gà làm gì vậy? À bắt con gà đem đi luộc đúng không? Gà luộc mà chấm muối tiêu chanh là nhức cái nách em ơi. Hay là nướng cũng được nữa. Nướng thì nó sẽ thơm hơn. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Gia Văn 30. Bạn này comment là: A-E-U-A-E-U hello chi bo so cay anh liêu liêu cay. Trời ơi, SOS. Mọi người ơi, bạn này bạn nói cái gì vậy? Có phải là bạn này đang làm bùa để cho tôi bị lú không mọi người? Chứ tôi đọc xong tôi không có hiểu cái gì hết trơn luôn á. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là A còng gạch rồi 4C 67 tiên. Bạn này comment là: anh ơi, em đố anh á, con kia với con nọ đánh nhau rồi con nào thắng ạ? Em thắng đó, em đó. Thánh thằng hỏi câu hỏi mà thấy ghét ghê không? Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Banh Hâu Xanh 41401. Bạn này comment là: anh, em nói cái này anh đừng sốc nhé. Là em chưa đăng ký kênh anh á. John John Việt Nam, nếu em á đùa không vui thì anh cho em xin lỗi ạ. Không có vui nha em. Không, không hề vui luôn á. Anh sẽ block em. John John Việt Nam, anh giỡn thôi nha, đừng có giận nha. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Hân Nguyễn Văn 341. Bạn này comment là: hi anh Thỏ giả bộ. Ủa, là giả bộ hay là chào anh? Hay là chào anh giả bộ, hay là anh giả bộ chào em? Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Chi Phương 8558. Hồi này comment là: anh là siêu nhân điện quang đi cung cấp điện đúng không anh? Ủa, có hả ta? Có hả? Anh không nhớ luôn đó em. Anh nói chứ anh là siêu nhân bình thường thôi. Siêu nhân báo liền báo sớm. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Cô Bà Ta Tên 0309. Bạn này comment là: anh ca mấy vậy anh? Anh ca hát nha. Nói chứ anh ca năm nha em. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Hiếu Phạm 2032. Bạn này comment là: em á có một người bạn tên là Tê. Em á có chơi và làm quen với cậu ấy được đầu năm. Cậu ấy vui tính lắm. Nhưng á bắt đầu kỳ 2, cậu ấy cứ hay giỏi, đặc biệt là hay giỏi vô cớ nữa cơ. Có một lần hôm đó đến trường, chúng em vẫn chơi với nhau bình thường. Nhưng mà buổi chiều em lại thấy cậu ấy có thái độ như kiểu giận dỗi. Em lúc đó cũng không hoài nghi cho lắm. Lúc ra chơi, em có lại gần cậu ấy và đập vai. Bình thường cậu ấy sẽ quay mặt lại và nói chuyện với em. Nhưng lần này thì không, cậu ấy cứ lờ em đi như một cơn sóng. Rồi khi mà em hỏi thì cậu ấy có thái độ gắt gỏng và khó chịu. Em cũng không hiểu chuyện gì luôn, chuyện lạ lắm. Tối em có nhắn tin cho cậu ấy, em hỏi rằng là cậu ấy có bị làm sao mà khó chịu với em thế. Cậu ấy trả lời rằng bọn mày không nhớ sinh nhật tao. Thế là nó giận. Mà anh biết không, sinh nhật nó cách ngày hôm đó hẳn 3 ngày. Em nghĩ nếu mà
qua sinh nhật cậu ấy mà em không nhớ không tặng quà thì mới gọi là không nhớ sinh nhật anh nhỉ. Nhưng đằng này còn cách tặng 3 ngày lận mà cậu T đã dỗi em rồi. Cảm ơn anh đã đọc câu chuyện của em. Mặt cười. Ờ ha, chưa có qua sinh nhật nữa mà sao dặn dỗi người ta rồi. Thế là kỳ quái luôn á. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là bé Chém hay là bé Chem gì đó, 2594 mà này comment là: em á từng có một người bạn rất tồi. Em và Trúc đã là bạn thân nhau được 4 năm. Lên lớp 4, một bạn học sinh chuyển đến rồi, bạn ấy cướp luôn Trúc. Có hôm học thể dục, em nhắn với bạn Trúc á là tập nghiêm túc rồi, mà bạn ấy á nhíu mày rồi chửi em. Rồi hôm đi cắm trại thì bạn ấy á đẩy em rơi xuống sông. May á mà em biết bơi nên là mới không bị chết đuối. Khi mà em đi qua thì em lỡ đụng vào bạn ấy rồi Trúc xô em. Cuối cùng á em bị thương. Bạn Trúc á đã thay đổi từ khi mà có bạn mới. Em cũng rất là buồn khi có một đứa bạn như vậy. Mong anh rép, chúc anh một ngày vui vẻ. Anh thấy á là nếu như mà người bạn như vậy á thì nó sẽ không xứng đáng với em nữa. Nên á là em hãy tìm một người bạn nào đó tốt hơn mà để chơi đi nha. Tại vì á nếu như mà người ta là bạn thân của nhau á là người ta sẽ không bao giờ mà bỏ nhau. Rồi tiếp theo là một cái comment của một bạn có tên là Jun Soq. Bạn này comment là: em là Jun, một cậu bé nhút nhát, xa cách với xã hội. Chính vì thế mà trong lớp em á chả chơi được với ai cả. Đó là lý do mà em ít bị làm phiền. Dạo gần đây á thì em thường bị một nhóm bạn nam trong lớp biến em thành trò hề. Lần mới nhất á là khi đi trả sách tại trường cùng crush thì em á bị bạn C gạt chân ngay giữa đường. Lúc ấy em chỉ biết đứng lên hậm hực nhìn bọn nó và đi tiếp. Sau lưng em thì nghe những cái tiếng đùa cợt của các bạn đang chế giễu em. Anh đừng nghĩ Chris thờ ơ trước mọi chuyện đang diễn ra. Cậu ấy có khuyên chúng nhưng mà chỉ nhận lại những cái câu nói chế giễu và châm bếm. Hôm qua học tiết thể dục, em không thấy đôi giày ở đâu. Em đi khắp lớp thì thấy đôi giày đang ở trong sọt rác. Em không nghĩ là cậu ấy lại quá đáng như thế. Lúc ấy em gục trên bàn và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không khóc chứ trong lòng tủi thân lắm. Hôm nay khi đến lớp em thấy Sơi cầm chiếc điện thoại nét. Tại cậu ấy vi phạm rất nhiều nội quy nhà trường, vì thế nên mẹ bạn Sơi đập nát luôn rồi. Liêu liêu. Anh nghĩ là mẹ bạn Sơi làm vậy để cho cái bạn Sơi đó là sẽ không còn làm những cái gì mà quá đáng nữa. Thì đó cũng là một cái bài học để cho bạn Sơi có thể rút kinh nghiệm, không làm những điều xấu nữa. Ok mọi người ơi, thì đó là những cái comment mà mình đọc được của mọi người. Nếu như mà các bạn có những cái comment mới thì các bạn có thể là comment vào trong cái video này đi nha. Trong video sau mình sẽ vừa tiếp tục đọc những cái comment của các bạn nha. Nếu như mà ai chưa được đọc cái comment đó thì các bạn cũng có thể là được đọc ở trong cái video ngắn đó mọi người. Và cái video ngày hôm qua mình đăng á là tới ngày mốt hoặc là ngày tới nữa thì mình mới đọc lặng, tại vì còn rất là nhiều cái comment luôn. Nên là mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi cái comment của mình xuất hiện trên TV đi nha. À và nếu như mà các bạn đã xem tới đây rồi á thì các bạn nhớ coi á là mình đã bấm nút like hay là bấm nút đăng ký kênh cho nha. Nếu mà chưa thì nhớ bấm đi nha. Thank you.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video. Và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.